Theo con số thống kê không biết có chính xác không, nhưng mà người ta nói ở Việt Nam cả nước ấy là 25%, tức là 100 đôi lấy nhau thì 25 đôi bỏ nhau. 100 đôi lấy nhau thì 25 đôi bỏ nhau. Chúng ta thấy đây là một cái thực trạng vô cùng đáng buồn. Đây là một cái trào lưu xã hội và nó ảnh hưởng đến rất nhiều bạn trẻ Công giáo và những gia đình trẻ Công giáo. Ngày nay có một cái xu hướng người ta lập luận rằng thì là ở xung quanh người ta có đầy cho nên tôi làm đâu có làm sao. Nhưng mà nói như thế là không được, vì phải phân biệt đâu là cái tốt, đâu là cái xấu. Nếu nói ở xung quanh tôi có đầy thì tôi cũng làm đâu có sao, thì ví dụ như cái người hàng xóm nó đi ăn cắp, mình cũng đi ăn cắp giúp nó, giống nó à? Đâu có được đâu, bởi vì nó phải phân biệt ra cái tính luân lý của nó, cái việc làm đấy là xấu hay tốt. Trở lại với luật của giáo hội thì tôi nhắc theo nguyên tắc của giáo hội, không các bà nghe rõ này. Theo nguyên tắc của giáo hội, những người ly thân, ly thân tức là không ở với nhau nữa, người vợ, người chồng không ở với nhau nữa, thì còn có thể được rước lễ, xưng tội rước lễ nếu người ấy không phải là nguyên nhân của cái sự tan vỡ ly thân ấy. Ví dụ hai vợ chồng lấy nhau được 3 năm, giờ chồng đi một nơi, vợ đi một nơi, thì hỏi có được rước lễ không? Thì anh chồng có được rước lễ không? Chị vợ có được rước lễ không? Câu trả lời là có thể được rước lễ nếu cái người ấy không phải là nguyên nhân tan vỡ. Ví dụ như là cái cặp vợ chồng này ly thân bởi vì người vợ đi ngoại tình, thì người vợ là nguyên nhân làm cho cái tình yêu này tan vỡ. Hoặc người chồng đi ngoại tình thì người chồng là nguyên nhân làm cho người cái hôn nhân này tan vỡ. Thì người vợ được rước lễ mà người chồng không được rước lễ. Ví dụ như một đôi vợ chồng ly thân bởi vì người chồng đi ăn chơi quá, bây giờ bị HIV, SIDA, thì người chồng không được rước lễ vì người chồng là nguyên nhân để làm cho cái hạnh phúc gia đình đó vợ. Câu hỏi thứ hai là họ ly thân thì có thể được như thế, nhưng mà họ đã tái hôn, tức là đi lấy người khác, thì không bao giờ được xưng tội rước lễ bất kỳ lý do nào. Có nhiều người con mình ly hôn xong thì là dẫn con gái đến gặp các cha nói thì là con nhà con đi lấy chồng, bây giờ nó đi lấy chồng khác bởi vì cái anh kia nó cũng đã đi lấy người khác rồi. Anh kia đi lấy người khác không phải là lý do để cho chị được đi lấy người khác. Cái người con rể nó đi lấy người khác rồi cho nên bây giờ con gái con nó cũng đi lấy người khác thì không có lỗi vội gì cả bởi vì thằng kia nó cũng đã lấy người khác rồi. Không, anh con rể đi lấy người khác không phải là lý do để cho chúng ta đi lấy người khác. Mà nếu mà trường hợp làm lễ cưới bị ép buộc hay là vì một lý do nào rất nghiêm trọng, ví dụ làm lễ cưới vừa xong rồi mới phát hiện ra nó có họ, làm lễ cưới xong rồi một thời gian mới nghĩ ra là bị ép buộc, bị lừa, thì lúc bây giờ trình bày với cha xứ để đưa lên tòa án hôn phối của giáo phận, và chỉ có bề trên giáo phận mới có quyền tuyên bố, chứ còn không ai có quyền tuyên bố là hôn nhân ấy không thành. Có những trường hợp hôn nhân ấy không thành bởi vì nó thiếu những cái điều kiện quan trọng. Ví dụ như khi làm phép cưới mà không biết là cái cô này bị ép buộc. Khi làm lễ cưới mà có người bố cầm con roi ở đứng ở đằng sau, mày không thưa vâng thì tao đánh mày chết, vân vân. Hoặc là bị lừa. Thế thì tôi nhắc lại cái nguyên tắc thế này. Trong trường hợp ly thân thì có thể được rước lễ, xưng tội rước lễ nếu không phải là nguyên nhân gây nên đổ vỡ. Trong trường hợp tái hôn, tức là đã đi lấy người khác rồi, thì không bao giờ được xưng tội rước lễ, trừ khi nguy tử, ốm đau, bệnh tật, có thể là kẻ liệt. Đấy, phải nhớ như vậy. Còn bây giờ đấy thì luật giáo hội như thế, nhưng mà nhà nước người ta cũng ra luật đấy mà nhiều người không giữ luật thì làm sao? Nhà nước người ta cũng ra cái luật anh nào ăn cắp phải vào tù, tham ô hối lộ, quan chức hối lộ phải vào tù, mà vẫn có quan chức hối lộ vào tù, vẫn có người giết người cho nên phải vào tù, phải trả giá. Giáo hội của chúng ta không có nhà tù. Giáo hội của chúng ta không có nhà tù. Nhưng mà những ai cố tình vi phạm thì không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Những ai cố tình vi phạm thì không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội và họ phải mắc tội thôi. Chứ còn bây giờ nói là giáo hội thì phải công bố công khai người ta lên thì không. Bởi vì cái tội người ta phạm
nó là vấn đề riêng tư, mình không thể nào nêu lên ở nhà thờ để làm mất danh giá người ta, mất ảnh hưởng người ta được. Tôi không được phép tôi nêu là anh này với anh Nguyễn Văn gì với chị Phạm Thị gì đây lấy nhau xong rồi bỏ nhau một năm đây rồi nhá, hai người không được phép như vậy nhá, nếu mà cứ như thế thì thế này thế kia nhá. Hay là tôi không được phép nói công khai nhà thờ là anh Nguyễn Văn gì đi ngoại tình vân vân, không được phép. Vì thế cho nên để trả lời cho câu hỏi, đây cũng là một cái mối băn khoăn của chúng tôi. Thưa công các bà, chính vì thế mà tôi nói là con cái công các bà đến tuổi trưởng thành, công các bà phải cho học giáo lý hôn nhân. Những cái đôi cặp mà tan vỡ thì trong số đó có những đôi do nguyên nhân là thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Cách đây vài ngày thì ở một xứ kia có một cậu con trai mới 17 tuổi thôi mà cứ nặng nặc gọi điện nói với cha xứ để xin chuẩn để cho làm lễ cưới đấy. Thì theo nguyên tắc 17 tuổi thì thiếu 3 năm nữa. Anh này thì hơn 17 tuổi rồi cho nên thiếu 2 năm rưỡi. Và khi chúng tôi không đồng ý thì cha mẹ hằn học lắm. Cha mẹ còn đe dọa cả cha xứ đấy. Rồi đưa ra những cái lập luận ngô nghê nhưng mà cứ tưởng là mình giỏi. Đưa ra cái lập luận ngô nghê tức là gì? Tức là thời đại 4.0 rồi mà các cha còn lạc hậu. Rồi đưa ra cứ nói rằng thì là Chúa thương xót vô cùng mà lại như thế. Cho nên là những cái lập luận ngô nghê, lập luận thiếu hiểu biết, cái lập luận lý sự cùn. Và cuối cùng thì cha xứ hỏi ý kiến tôi bảo là cha hiểu luật rồi, không thể làm được. Thiếu 2 năm rưỡi, cậu con trai thiếu 2 năm rưỡi thì không được, bởi vì luật là con trai phải tròn 20 tuổi và con gái phải tròn 18 tuổi. Bởi vì bây giờ nó chưa đủ sự hiểu biết về hôn nhân, cứ bắt nó cưới bằng được đến mai nó lại bỏ nhau. Mà chúng ta làm lễ cưới cho nó rồi mai nó lại bỏ nhau thôi. Cho nên chúng ta phải nghĩ một cái tương lai, nếu nó có bầu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Chứ không phải là vì cái bầu ấy bây giờ bằng mọi giá phải cưới. Tại vì là anh nó đấy đến dọa mà mày không cưới tao giết mày. Thì lúc bây giờ hỏi là cưới vợ vì sợ bị giết chứ đâu còn phải vì tình yêu nữa. Anh ruột nó cầm con dao đến tận cổ và mày mà không cưới em tao giết mày. Thì hỏi xem công các bà xem nó lấy vợ vì cái gì? Nó lấy vợ vì nó sợ bị giết. Chứ còn gì có tình yêu gì nữa. Đám trẻ bây giờ nó chỉ chơi bời cho nó vui thế thôi. Chứ đã có tình yêu gì, đã hiểu biết gì về trách nhiệm làm cha làm mẹ. Cho nên ở đây có công các bà cũng phải thông cảm với chúng tôi. Bởi vì chúng ta phải giữ luật Chúa và chúng ta phải nghĩ về tương lai cho các cháu. Chúng ta nghĩ đến việc bền vững gia đình của nó, hạnh phúc gia đình của nó. Chứ không phải chúng ta chỉ đẩy một đứa con đi lấy vợ lấy chồng là xong. Thưa công các bà đừng ai nghĩ thế. Không biết là Mỹ Hà đây, Mỹ Thường đây hay là ở Lưu Xá đây có những cô con gái mới lớn mà cứ đua nhau tìm cách đi Hàn Quốc không để đổi đời không chứ. Lạy Chúa tôi nó sang bên đấy 10 đứa chỉ 2 đứa thì là khá thôi, còn 8 đứa khổ lắm. Có thể chỉ 10 đứa là khá thôi, 2 đứa là khá thôi chứ trên 10 đứa, còn 8 đứa là khổ lắm. Nó sang đấy là nô lệ bởi vì những cái đứa thằng nó ấy vợ, thằng nó lấy vợ 2 vợ 3 nó thuê dịch vụ sang bên này để cưới vợ người Việt Nam về. Mà cứ nghĩ đến Hàn Quốc là cứ nghĩ đến mấy cái thằng diễn viên ở trên màn ảnh ấy. Đâu có hồi đứa nào nó cũng giống diễn viên màn ảnh đâu. Nó xấu hơn mình ấy. Cho nên rất thận trọng. Đi lấy Đài Loan, lấy Hàn Quốc hay lấy người nước ngoài hết sức cẩn thận. Bây giờ đang có một cái trào lưu như thế.